Pháp Hòa xuất gia năm 15 tuổi. Mà quý vị biết cái tuổi đó là mình ăn khủng khiếp lắm. Đến độ tối mà đói bụng á, mà ở chùa đâu có gì ăn. Lúc đó Phật tử không có mấy người hết trơn á, mà cơm là ăn lường không à. Thì có một cô Phật tử, cô cũng tội lắm, cô biết tối ở nhà đó, cái cô nấu cháo, có khi cô nấu mì hoành thánh chay á, cô đem lên cho Pháp Hòa ăn. Mà nhờ những cái cô Phật tử đó đó mà Pháp Hòa có được buổi tối ăn. Quý vị biết sáng á, nhiều khi đi học đâu có gì ăn, có nhiều khi bánh mì, có nhiều khi không có, và có nhiều khi ăn cơm nguội. Thì Pháp Hòa nhớ có một cô Phật tử, cổ hay đi chợ cho chùa. Mà cái thời đó có cái bánh bông lan nó thơm lắm, mà nó bán đâu 3 đồng mấy trong một cái hộp khoảng 4 cái à. Mà lâu lâu cái cô mua lên cho Pháp Hòa được một vài hộp rồi để dành đem theo đi học. Rồi Pháp Hòa ở chùa buồn lắm, không có ai chơi hết á, tu cô đơn lắm. Thường thường tuổi trẻ người ta tu á, là người ta có tuổi nhỏ tu chung người ta mới vui. Mình đi vô tu mà tu nhầm, đi tu chung với ông già 86 tuổi, hai người ở chung phòng. Mà ông á, thì lãng tai, mà cộng thêm á, là nấu cơm. Pháp Hòa đi học, ông ở nhà ông chỉ làm cái nhiệm vụ là nấu nồi cơm thôi, mà ông không có muốn ăn cơm nguội, cho nên ngày nào ông cũng lường cơm hết á. Ông nói thầy trụ trì ăn một chén cơm, tôi ăn một chén cơm, chú Pháp Hòa ăn 2 chén, cho nên ông nấu đúng 4 chén. Mà hôm nào mà có khách mà thầy viện chủ mời cơm khách một cái là mình nhịn chết mồ luôn. 8 giờ tối là ông đi ngủ rồi, 2 giờ ông thức. Ông thức các bạn là ông bật đèn lên, ông kéo ghế, ông làm cửa nẻo. Mà lúc đó còn ngủ, trời, tuổi đó tuổi ăn với tuổi ngủ mà. Ông làm cỡ nào ngủ cũng ngon hết á, không? Mà ăn cái gì cũng ngon hết. Trời đó còn thèm chả lụa dữ lắm. Quý vị biết mắm Thái á, mắm Thái chay mà lâu lâu mấy cô mới đem vô được hộp, mà ăn là chỉ khều khều ở trên ăn thôi, chứ không có dám ăn sâu. Thèm đến mức độ vậy. Khi mà mình hồi nhỏ đó buồn lắm, không có ai chơi, mấy cô mấy bác Phật tử lên chùa vậy nè tụng kinh tối á, Pháp Hòa không muốn ai về hết á. Cái ai mà sắp sửa nói thôi chuẩn bị đi về, cái Pháp Hòa lấy dép Hòa giấu. Lấy dép giấu, lấy bóp cất. Trời ơi, mấy bà đi kiếm mà nhất định là chú cất chứ không ai hết á. Mà tại Pháp Hòa không muốn cho về, buồn mà. Rồi quý vị biết á, là không có ai chơi với mình, giỡn với mình. Cái mấy cô Phật tử mặc áo tràng vậy nè, đang ngồi nghe Pháp tụng kinh, cái Hòa lén lén đi làm sao á, Hòa cột áo người này dính áo người kia. Rồi mấy cái bồ đoàn mà ngồi thiền nó có cái sợi dây mà để gút cái bồ đoàn lại đó, nó lòi cái sợi dây ra, cái quạt cột cái sợi dây để dính cái áo, cái lát đứng dậy cái toàn ten toàn ten vậy. Rồi thôi lấy mấy tờ giấy đó, nói đá tôi đi, đánh tôi đi, dán vô lưng người ta. Chơi như vậy, giỡn như vậy. Thì có một cô, cổ cũng nói kệ chú, đừng có la chú buồn, chú không có ai chơi, mình lên chú giỡn với mình, mà cho chú vui vậy đi chú mới chịu chú tu. Mà những cái lời nói đó Hòa không có quên đâu. Tức là những khi mà người ta hiểu mình, người ta hiểu mình mà người ta trợ duyên cho mình. Vì vậy cho nên thưa đại chúng, có những người mình đem tất cả những cái thiện lành mình trao tặng cho người ta, nhưng chưa chắc người ta tiếp nhận. Nhưng chúng ta không có buồn, không có nản, mà chúng ta phải hết lòng đem cái tu của mình tạo thành ra cái đức cho bản thân mình. Thưa đại chúng, mình muốn cảm hóa con người không phải cảm hóa bằng cái tài năng, mà mình phải cảm hóa bằng cái đức của mình. Bởi vì người ta thường nói cái đức á, nó thắng cái tài. Mà cái tài mà có mà ỷ tài thì nó mất tài, nó còn tai. Cho nên truyện Kiều mới có cái câu đó: chữ tài liền với chữ tai một vần. Nhưng mà nếu mình có tài mà có phước, có đức nữa thì
tốt lắm.